Xin chào anh chị. Một phiên cuối tuần anh chị, và là hôm nay là một phiên đầu tiên của tháng 7. Thì có thể nói là một phiên giao dịch hôm nay là một phiên đầy cảm xúc, đúng anh chị. Và những cái phân tích nhận định của mình trong giai đoạn vừa rồi và cái video hôm qua thì nếu như anh chị theo dõi kênh nhất thì anh chị cũng thấy chắc chắn là nếu như anh chị theo dõi và anh chị có một cái phần kiến thức nào đó cũng tương đối thì chắc chắn anh chị sẽ hiểu được một chiến lược giao dịch hôm nay, đúng không ạ? Thì không biết hôm nay phiên giao dịch hôm nay anh chị có mua được những cổ phiếu như dòng chứng khoán, dòng bất động sản, một số cổ phiếu hoặc là dòng thép hay không, hay là anh chị lại cắt lỗ, đúng không ạ? Đấy thì nó cũng tùy thôi, nó tùy vào khả năng của anh chị, nó tùy vào cái kinh nghiệm và thực chiến của anh chị trên thị trường bao nhiêu. Đấy. Thì hôm nay thì chúng ta thấy rằng là thị trường chúng có một phiên test lại, một phiên test cũng rất là ok. Đấy. Và chuẩn bị cho một cái nhịp có thể nói là có thể nói cân bằng hoặc là bùng nổ ở cái tuần mới từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7, tức là tuần sau. Thì video hôm nay mình sẽ phân tích với anh chị một số cổ phiếu và cái cách để chúng ta chọn một số cổ phiếu cho cái tuần giao dịch mới. Hy vọng rằng những cái phân tích chia sẻ của mình sẽ góp ích và trang bị thêm một số kiến thức cho các anh chị, đặc biệt là những anh chị mới trong quá trình đầu tư. Cái video hôm qua mình làm thì anh chị lưu ý rằng là có một số anh chị cũng có để lại bình luận ở phía dưới, đó là ông này nói là khi nói là thị trường một lên hai xuống ba đi ngang ở đấy thì anh chị theo dõi á, thì anh chị mình thì mình cũng không quan tâm nhiều đâu. Vấn đề mà anh chị để lại bình luận thì mình biết được là khả năng của anh chị đến đâu thôi. Nhưng mà cũng rất cảm ơn anh chị đã góp ý, nhưng mà mình chỉ thả tim thôi, mình chỉ thả tim thôi. Nhưng anh chị lưu ý rằng là có những trao đổi nào thì anh chị cứ bình luận để lại comment ở phía dưới để mình thì là một người rất là cầu tiến, mặc dù nhiều tuổi nhưng mình là rất là cầu tiến, mình sẽ lắng nghe xem thử là anh chị như thế nào và anh chị cần những cái gì để mình có thể chia sẻ. Chủ yếu là kênh của mình thì chủ yếu là chia sẻ kiến thức thôi anh chị. Còn nói về cổ phiếu phân tích lên cái kháng cự hay là hỗ trợ gì mình sẽ không nói như vậy đâu, là những cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa thì anh chị lưu ý rằng là cái phiên hôm nay mua thì cũng không phải là bây giờ mình mới chém gió. Và anh chị xem đây cái kênh của mình anh chị này, ở đây là kênh của mình anh chị nhá. Kênh của mình thì anh chị xem đấy là cái hôm nay anh chị thấy rằng là cái video mà mình nói anh chị là chờ mua tẹt đáy, tránh cú lừa khí cổ tím đấy, và phân tích bánh này, trứng này, thép, bất động sản. Tức là video này mình đã nói là nhận định thị trường ngày 23 tháng 6, tức là cái video này kết thúc cái phiên ngày 22 tháng 6 là mình đã làm rồi. Tức là nó đã cách đây hơn một tuần rồi, tức là mình khi đó là thị trường là các cổ phiếu như dòng chứng khoán hoặc là dòng bất động sản hoặc dòng thép là mình có mua cái phiên trước đó rồi. Nhưng mà anh chị lưu ý rằng đó là cái giai đoạn chốt lời, và mình có nói anh chị rằng là mình có làm cái video này để nói anh chị rằng là cái kỹ thuật chúng ta sẽ mua đánh nhịp hai khi mà cổ phiếu rẻ nhá tẹt là đấy. Và hôm nay nếu như anh chị mà theo dõi kênh của mình mà video này anh chị này, cách đây 4 video anh chị nhá, thì mình có nói là anh chị mà theo dõi á thì chắc chắn là anh chị sẽ mua được cổ phiếu, ví dụ như dòng chứng khoán, dòng thép hoặc là một số cổ phiếu trong bất động sản phiên hôm nay đấy. Đó là một cái kỹ thuật và anh chị cần lưu ý như vậy. Và anh chị theo dõi kênh và anh chị lưu ý rằng là những cái phân tích nhận định của mình mà nó anh chị thấy phù hợp á thì anh chị nhớ đăng ký kênh và chia sẻ những cái kênh của mình đến những nhà đầu tư nào còn mới, những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình đầu tư, để chúng ta cùng trao đổi tham khảo giúp đỡ nhau kiếm tiền đến thị trường chứng khoán này. Đây đó là về cái ý của video đó. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là phiên hôm nay thì tí nữa mình sẽ đi vào cái nội dung về yếu tố kỹ thuật để mình phân tích cho anh chị. Còn chúng ta sẽ chọn vào những cổ phiếu nào thì mình cũng làm nhanh thôi để anh chị hiểu và cái cách vận động của cổ phiếu để chúng ta chuẩn bị cho một cái số lượng cổ phiếu cần thiết chúng ta theo dõi. Bởi vì là sáu phiên test cũng thế này ấy, thì thực tế ra nếu như phiên hôm nay ở đây anh chị lưu ý rằng phiên test này có thể đạt hay không chúng ta chưa biết, nhưng tí nữa mình sẽ nói. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là phiên hôm nay nếu như anh chị mua sớm thì thường là mua khoảng 20-30% NAV, đấy là một phiên test test đáy. Nhưng mà cái kỹ thuật đó nó cũng không hề dễ đối với những nhà đầu tư mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Thứ hai nữa là nếu tâm lý anh chị không vững thì anh chị cũng không mua được. Thứ ba nữa là anh chị lưu ý rằng là chúng ta phải chuẩn bị cho cái tuần mới, chúng ta phải giải ngân một số cổ phiếu, và điều kiện để chúng ta giải ngân như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn anh chị chọn lọc. Bởi vì thị trường chứng khoán chúng ta là đâu đó là khoảng hơn 2.000 cổ phiếu anh chị, và có thể sẽ phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba mà nó cũng bùng nổ theo đà thì đó là chiến lược của chúng ta mua cổ phiếu như thế nào anh chị nhá. Còn đầu tiên thì chúng ta lượt qua phiên hôm nay, chúng ta thấy rằng là về cái thanh khoản thì chúng ta đã về mức độ tiền, chúng ta thấy rằng là nó cũng ở mức độ là dao động trong một cái trạng thái trung bình như gần giai đoạn gần đấy thôi, mà hơn 12.000 tỷ đấy. Và chúng ta thấy rằng là thị trường chúng thì nó ở một cái trạng thái là phiên sáng bắt đầu mở cửa là sự biến động chỉ số VN-Index chứ, thì nó là theo một cái đà là giảm điểm.
và đặc biệt là cái giai đoạn nhé, giai đoạn phiến chiều nó nhúng xuống rất sâu đấy. Và sự biến động này thì chúng ta thấy là nó nhúng rất sâu này, nhưng mà lực bán ra là nó không nhiều đấy. Và đây là một quá trình khi đó là khối lượng giao dịch nó cũng không nhiều, và bắt đầu thấy cái tín hiệu xuất phát á, thì mình đã cho khách hàng của mình lấy cả cổ phiếu. Bây giờ lỗ thì mình xin phép tắt ra diện, mình thoát ra rồi bởi vì họ có thể trao đổi. Nhưng mà ở đấy chúng ta thấy rằng là mình sẽ cho mua một số cổ phiếu như dòng chứng khoán, rồi là dòng thép, và một số cổ phiếu bất động sản, và một số cổ phiếu khác. Cái chiến lược mua như thế nào thì mình nói với anh chị rồi, mình đã trình bày với anh chị trong cái video này rồi, chúng ta đã chuẩn bị rồi. Và nếu như anh chị theo dõi, anh chị phải chăm học hỏi và anh chị nghiên cứu, thì anh chị thấy rằng là chúng ta phải có một cái phiên mua đã là ok đấy anh chị nhá. Đấy thì về cái phiên biến động chỉ số thì chúng ta thấy rằng là nó cũng có những yếu tố như vậy, và chúng ta phải quan sát cái khối lượng giá trị phiên sáng đấy, thì nó là khá ok. Ở ngoài ra thì hôm nay cả còn nhóm ngành thì tên lan tỏa đến cả thị trường, là chúng ta thấy rằng là nhiều nhóm ngành nó vẫn là tích cực phục hồi tẹt đáy, và nó tạo cái đáy và phục hồi rất ok, có phiên rụt chân rất ok. Nhưng cũng có một những nhóm ngành nó vẫn là gì ạ, trong một đa nó vẫn chưa tích cực đấy. Thì đó là những nội dung để chúng ta trao đổi với nhau trong video hôm nay, để cái cách để anh chị có thể tham gia được. Nếu như hôm nay anh chị chưa có vị thế thì chúng ta có thể mua vào thứ hai hoặc thứ ba tuần sau, với cách để chúng ta chọn như thế nào đấy. Đó là về chiến lược của nó là như vậy anh chị nhé. Đấy còn trở lại về yếu tố kỹ thuật ở đấy á, thì video hôm qua chúng ta đã xây dựng hai kịch bản rồi. Hai kịch bản thì ở đấy là không phải là anh chị nhớ rằng là anh chị xem video là anh chị phải xem cho hết, là thứ nhất. Thứ hai nữa là anh chị phải hiểu cái ý của mình nói và anh chị theo dõi cho kỹ. Nếu không là anh chị nói là ông này đoán là 1 lên 2 xuống 3 đi ngang thì nói như vậy thì ai làm phân tích làm cái gì. Và phân tích khi phân tích chúng ta cũng phải có một cái cơ sở, và trong quá trình phân tích là mình đã xây dựng kịch bản nào là mình đã đưa ra cơ sở cho anh chị rồi. Đấy, anh chị lưu ý như vậy nhá. Ở đấy thì hôm qua chúng ta đã xây dựng kịch bản thì mình đã cảnh báo cái khả năng là gì ạ, thể mình đưa kịch bản số 1 trước là nó sẽ giảm sâu á, là nếu như kịch bản mình nói 62 giờ nó không rụt chân lên được thì kịch bản 1 đó là anh chị phải thoát hết. Đó là một kịch bản mình đã nói rất kỹ trong video hôm qua. Và kịch bản thứ hai mình nói với anh chị rằng là thị trường nó sẽ nhúng xuống là điều hiển nhiên, và nhúng xuống sau đó nó kéo lên được là một phiên test cung, test cung 3 đấy, tức là phiên kiểm định cung anh chị, tức là phiên kiểm tra lại xem thử là lực cung ở các giai đoạn này nguồn hàng bán ra còn nhiều nữa không, và khi đó khối lượng giao dịch nó còn bé tí đấy, do đó là nó sẽ kéo lên ở đây. Và chúng ta thấy rằng là một phiên test cung thế này anh chị này, phiên test này thì hôm qua mình đã giữ quan điểm với anh chị rồi, đó là mình nói với anh chị là khả năng phiên ngày mai sẽ là một phiên mình giữ quan điểm là nó là phiên test cung rất ok. Bởi vì phiên hôm qua đây là một phiên, này là một phiên gọi là phiên nấu supply 3 gì này, nhưng cái biến của nó hơi lớn thôi. Nấu supply 3 tức là một phiên mà khối lượng nó giảm điểm, đóng cửa thấp nhất phiên, và chúng ta thấy rằng là khối lượng nhỏ thì đấy là gọi là một phiên nấu supply 3. Và sau phiên nấu supply 3 là một phiên test cung, thì sau phiên test cung á, test cung 3 thì thường là thị trường sẽ có một cái giai đoạn phục hồi đấy. Và khả năng của theo cái nhận định như vậy, do đó là mình sẽ trình bày với anh chị một số cổ phiếu anh chị có thể chờ đón, chuẩn bị kịch bản sẵn, anh chị tìm hiểu thêm để anh chị chuẩn bị cho một tuần mới có thể là có một cái chiến lược giao dịch nó hiệu quả. Khi thị trường nếu nó cũng bùng nổ theo đà vào tuần sau á, thì anh chị đã chuẩn bị trong tay những cổ phiếu sẵn rồi, và khi đó chỉ cần đạt khối lượng và đạt với giá nữa là anh chị nhảy vào, đó là rất ok. Là cái ý thứ nhất. Ý số 2 nữa là anh chị lưu ý rằng á, là bây giờ vùng cản 1240, vùng cản này anh chị này, cái vùng cản này này, 1240 là một vùng cản nhé, rất lớn, 1420 đến 1250. Thì bây giờ thị trường đóng cửa ở mấy ạ? Đóng cửa ở vùng 1198, tức là nó vẫn chưa chạm được đến 2000. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó là một phiên rụt chân tẹt cân, tẹt cũng rất là ok. Và nếu như anh chị mà mua vào phiên hôm nay 30% rồi thì đầu tuần nếu như bùng nổ anh chị mua được thì lên khoảng vùng này thì chúng ta sẽ hạ dần cái vốn vay ra. Đấy, hạ dần vốn vay ra anh chị ạ. Còn nếu như lên cái vùng này mà nó vẫn cân bằng được, nó vẫn xác định xu thế và nguồn cung nó chấp nhận gì, lực cầu nó vẫn chấp nhận hấp thu hết cái lượng cung á, và nó tiến lên vùng 1300 hoặc là 1275 ở đấy á, thì chúng ta sẽ tính tiếp. Do đó chúng ta không đoán được thị trường, và khi đó nó sẽ lên được những vùng nào thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược giao dịch nó phù hợp với sự vận động của thị trường. Đấy, nó vào tùy thuộc vào mức độ tham gia và chấp nhận cái gì hấp thu nguồn cung như thế nào, chúng ta sẽ có một chiến lược anh chị nhá. Đó là về thị trường là như vậy. Còn những cổ phiếu nào chúng ta có thể theo dõi được thì anh chị lưu ý cho mình rằng là cả cái cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi để có thể chờ đón vào cái nhịp tuần sáu phiên thứ hai hoặc là phiên thứ ba. Đấy, video hôm qua mình nói rồi, nếu như thị trường mà phiên hôm nay tẹt cung á, là mình nói là phiên mai mà tẹt cung thì khả năng đầu tuần sáu thứ hai thứ ba sẽ là có phiên bùng nổ theo đà. Đấy, khả năng như vậy.
Và mình dự bây giờ mình vẫn còn giữ nguyên nhân quan điểm đó, có khả năng phiên thứ hai hoặc thứ ba đầu tuần sẽ là một phiên bùng nổ theo đà. Đấy, thì cả cổ phiếu là mình có đưa ra đây anh chị, thì mình có đưa ra ở thumbnail đây, đây là PVS, FPT, BIT, SSI, HCM, DIG, SSI và xin lỗi dòng số thép. Thì thực tế là những cổ phiếu này bên mình hôm nay nó cũng đã mua rồi. Đấy, nhưng mà ở đây là mình nói trao đổi với anh chị để anh chị nào chưa có hàng và anh chị còn cầm tiền mặt, hoặc là anh chị chưa phun hàng thì anh chị có một cơ hội anh chị lựa chọn để anh chị tham khảo. Mình xin phép phân tích số lượng cổ phiếu rất nhiều anh chị, nhưng mà ở đây là mình trình bày được cái cách để anh chị có hiểu được sự vận động của nó, để anh chị có thể tham gia. Mình lấy ví dụ PVS, anh chị thấy chưa? Đây, đây là một quá trình đáy này, test đáy này, test là đáy số 2 này. Và kỹ thuật test là đáy số 2 này thì mình xin nhắc lại với anh chị là anh chị xem lại ở cái video này, video ngày 23 để nhận định thị trường ngày 23 đây. Đấy, đó là kỹ thuật. Anh chị xem lại video đó là mình phân tích rất kỹ rồi. Và chúng ta thấy là nó test lại khối lượng nhỏ phiên sáng gì nhá, khối lượng nhỏ phiên sáng. Bên mình vẫn mua nhá. Và chúng ta thấy là nó test lại và nó kéo lên ở đây, là chúng ta thấy là đây là một phiên nhà test cung rất là ok. Tất nhiên nó nếu như sáng tuần mà nó bứt được khoảng giá 25.000 này như này, khối lượng lớn này, thì anh chị lấy được. Đấy, anh chị lấy được là rất ok. Bởi vì những giai đoạn chúng ta thấy nó giảm và nó cân bằng ở đấy, nó cân bằng với những phiên giảm của khối lượng nhỏ thế này, những phiên tăng với khối lượng lớn và những phiên giảm khối lượng nhỏ, thì chứng tỏ rằng là nguồn cung rất là cạn kiệt. Và phiên sáng là quan sát thì anh chị thấy rằng là lực bán nó gần như không có, và phiên kéo lên là lực cầu vào rất nhiều. Đấy, và nếu như nó bứt ở vùng giá 25.000 đấy, khối lượng lớn, thì anh chị tham gia được. Đấy, đó là một cổ phiếu. Tất nhiên khi lấy thì anh chị lưu ý rằng nếu nó có dấu hiệu bứt á, thì anh chị phải quan sát được cái bằng điện này này. Quan sát bằng giá anh chị, anh chị xem. Xem thử là ví dụ dòng dầu chẳng hạn, thì anh chị xem thử là con PVS này á, là nó xem thử cái mức độ cuốn lên như đấy như thế nào. Ngoài ra anh chị lưu ý rằng là phải đạt về giá và khối lượng đấy, là anh chị phải xem khối lượng nó ok. Anh chị phải tính toán được khả năng khớp lệnh của thời gian còn lại là bao nhiêu để chúng ta có một cái giai đoạn chúng ta tham gia cổ phiếu này. Đây, anh chị lưu ý nhá. Còn nếu như vốn mới nhỏ thì anh chị không tham gia. Chứ không phải là nói nghe ông Tiến là ông phím con này chẳng hạn là lên là đủ, là để khi là lợi nhuận của nó không có là phải không hay anh chị nhá. Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta chấp biệt phiên thứ hai thứ ba như thế nào cả, nhưng mà chúng ta đấy là chúng ta đang xây dựng cái kịch bản sẵn để chúng ta có một chiến lược chúng ta tham gia. Đây, đó là cổ phiếu thứ nhất. Ngoài ra đấy là mình giới thiệu cách để anh chị tham khảo thôi, cũng có thể đấy không phải là cổ phiếu tối ưu, nhưng mà về cơ bản thì mình cũng đã xem qua rồi anh chị. Ngoài ra ví dụ FPT anh chị này, đấy anh chị xem chưa, anh chị xem nó những cái giai đoạn giảm ở đấy mặc dù biến rất lớn này, nhưng mà khối lượng nó cũng không lớn anh chị, những cái phiên tăng được đó, phục hồi được đó, khối lượng vẫn lớn này. Và chúng ta thấy đang những phiên giảm như phiên hôm qua, khối lượng nhé, phiên hôm qua giảm rất sâu 4,2%, nhưng chúng ta thấy là khối lượng gần như nó cạn kiệt, không có cái lực cung bán ra nữa, lực cầu bán ra. Và cái phiên này chúng ta thấy phiên tét này, phiên phục hồi này, phiên tét này khối lượng rất là nhỏ, rất là bé tí, anh chị nhìn ở đây chỉ thấy thôi, không cần phải phân tích đâu, đúng không ạ? Cần nhà chém gió chứ đâu, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta thấy nó giảm xuống như phiên sáng, nó giảm xuống khối lượng rất bé. Thì những cổ phiếu này đầu tuần không biết khi nào bùng nổ, nhưng nếu bùng nổ ở đấy chúng ta đang xây dựng theo kịch bản tích cực cả anh chị nhé. Đấy, nếu như mà nó bùng nổ, thị trường bùng nổ, thì anh chị quan sát xem từ mức độ nó có thể mở gạp đấy anh chị. Nhưng cổ phiếu này nếu nó mở gạp ok, và khối lượng nó lớn là anh chị lấy được, anh chị lấy được. Thì kỳ vọng của nó là bao nhiêu, bây giờ nó vùng cản đến nay rất lớn, đúng rồi, tất cả các cổ phiếu bây giờ vùng cản rất lớn. Nhưng mà anh chị ở đánh giai đoạn này, anh chị lưu ý rằng là chúng ta chỉ kỳ vọng một giai đoạn sóng hồi, và chúng ta tìm kiếm lợi nhuận là không nhiều đâu. Đấy, cho con nghỉ nó vượt đỉnh này chắc chắn nó sẽ tét lại các kiểu, thì chắc quá trình đó còn rất là lâu, do đó là chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu làm thế nào nó hiệu quả nha. Ngoài ra anh chị lưu ý rằng nếu như anh chị tính ý nữa, thì anh chị thấy rằng là đấy là một quá trình hình thành mẫu hình hai đáy, anh chị có thể xem là một mẫu hình hai đáy. Quan điểm của mình thì đấy là một mẫu hình hai đáy. Đấy, xét ở đấy là mẫu hình hai đáy, còn nếu như xét thêm ở đấy nữa thì có thể nói là mẫu hình ba đáy. Đấy, đó là tùy cái cách để anh chị nhìn nhận cái vấn đề thôi. Còn ở đấy tiếp cận như thế này thì đánh giá của mình đấy cũng là một cái cách. Và những anh chị xem rằng nó đẩy ở phía sau, cái khối lượng nó nhỏ, nó đẩy phía trước, thì đấy là một yếu tố tích cực. Đây, đó là FPT. Cả cổ phiếu khác mới lấy trong dòng ngân hàng, nhà hàng cũng có những cổ phiếu nó khá ok, hôm nay nó khá ok. Vì BIT chẳng hạn. Đây, BIT chẳng hạn anh chị thấy rằng là khi gặp rơi về vùng này, nó có thể nhận rủ ra đấy và khối lượng nó giảm. Vâng, mà cả cái phiên phục hồi anh chị thấy là khối lượng rất lớn này. Phiên hôm qua phiên test lại, anh chị thấy rằng là phiên hôm qua test lại khối lượng rất nhỏ này. Đây, thấy chưa? Và đấy là những phiên dấu ấn này. Đấy, thì khả năng những cổ phiếu này sáng tuần á mà thị trường bùng nổ và những khối lượng cổ phiếu nó đạt và nó tăng giá ok, thì anh chị phải chú ý những quan sát những cổ phiếu như thế này. Đấy, còn bây giờ đây nó đã gặp cái vùng hỗ trợ này và nó đã cân bằng đấy, nó đã rủ lại và khối lượng ở vùng đáy này rất nhỏ. Đấy, và nguồn
tham gia cái khối lượng phục hồi phiên xác nhận ở đấy, chúng ta thấy là các phiên đấy rất lớn, khối lượng rất lớn đấy, và phiên hôm qua tẹp khối lượng nhỏ. Thì đấy là cổ phiếu anh chị hết sức chú ý trong cái giá đoạn tuần giao dịch sắp mở tới anh chị nhé, đặc biệt là phiên thứ hai thứ ba đầu tuần đấy, đó là BID, đó là dòng ngân hàng. Trong dòng ngân hàng thực tế đã cả cổ phiếu rất nhiều, mình chỉ chọn một số cổ phiếu điển hình hiện tại nó sau phiên hôm nay nó ok để anh chị thấy được rằng là cái sự vận động của nó có thể báo hiệu sớm một cái nhá, một cái con leader của trong một dòng để anh chị có thể theo dõi. Đây đó là BID. Tiếp theo nữa là mình lấy ví dụ và anh chị, ví dụ như con SSI. Con SSI anh chị thấy này. Con SSI này thì dòng chứng khoán, và mình cũng xin phép chém lại một lần nữa này. Cái đây kéo đó là anh chị lên nhầm tiếp này. Những cổ phiếu này thực tế ra là bất kỳ những cổ phiếu này mình đã làm từ video ngay kết thúc cái phiên 22 tháng 6 rồi anh chị nhá. Nói đây là anh chị xem, anh chị thông cảm là nói là ông này nói đi nói lại biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng thực tế là mình phải nhắc lại rằng là những cổ phiếu này mình đã xây dựng kịch bản sẵn rồi, và cách đấy từ hơn một tuần giao dịch rồi. Khi thị trường ở về vùng quả bán vùng SC này, mình có mua, mình có nói với anh chị, và lên phiên này mình bán, mình không bán là giá trần nhưng mình cũng bán. Nhưng phiên hôm nay thì mua lại, phiên hôm nay mua lại. Tất nhiên ở đây chúng ta đang nói với nhau rằng đó là cái chiến lược giao dịch, còn có thể là phiên tết cũng này nó có thể không thành công đấy, có thể là phục hồi không thành công thì đó chúng ta chấp biệt. Nhưng mà đó là cái chiến lược giao dịch, và cái chiến lược giao dịch của mình như thế nào thì mình trao đổi với anh chị như vậy. Đấy, có đúng có sai, nhưng mà phiên hôm nay là một phiên mua sớm, mua đây lên đây bán đấy, và mua phiên tẹt lại này, nhưng mà nó phục hồi lên đâu thì có khả năng nó lên vùng này là rất cao, khả năng lên vùng này là rất cao đấy, anh chị lưu ý nhá. Do đó là kỹ thuật mua sáu tẹt và mua tẹt này là rất ok anh chị đấy. Mình nhắc lại là có thể không thành công, nhưng nếu như anh chị bây giờ chưa có hàng thì sao? Nếu như chưa có hàng thì phiên thứ hai hoặc thứ ba nó vượt cái giá này nhỉ, vượt cái vùng nền này, vượt cái vùng đỉnh này anh chị này, vượt cái vùng đỉnh này, và khối lượng nó phải lớn hơn khối lượng của phiên hôm nay đấy, lớn hơn phiên hôm nay hoặc là bằng thì anh chị vẫn lấy được. Tất nhiên anh chị lưu ý rằng nếu như nó vượt ở đấy và khối lượng lớn thì khi đó là giá rất cao, thậm chí giá trần, thì anh chị muốn có giá đẹp thì nếu nó vượt cái vùng giá này, vượt cái vùng đỉnh này anh chị này, đây vượt cái vùng giá 20.000 đấy này, và nếu như nó ok được á thì anh chị lấy sớm một phần, vì thế vượt vùng giá 20.000 này là anh chị lấy sớm một phần, vì thế 20-30% số lượng cổ phiếu cần lấy, sau đó sáng gần trưa hoặc sáng phiên chiều nếu đạt nữa thì anh chị lấy thêm. Đó là cái cách mà anh chị giải ngân cả cái giai đoạn khác nhau trong phiên để anh chị có một cái trung bình giá ở đây, là trung bình giá lên không trung bình giá xuống anh chị nhé, có một cái giá là ok đây, là đẹp đấy đúng không ạ. Còn mình thì mình lấy hôm nay thôi, mình nói lại với anh chị như vậy. Rồi cả cổ phiếu khác, ví dụ như HCM đấy, HCM đấy, anh chị thấy nhá, hôm nay nó tẹt lúc thị trường giảm và nó nhấn xuống là khối lượng rất nhỏ, và anh chị thấy rằng là nó kéo lên cái khối lượng ấy, lực cầu vào rất mạnh, thì đấy là những cổ phiếu chúng ta cần quan tâm. Vậy chúng ta sẽ tham gia khi nào? Nếu như sáng tuần nó vượt cái vùng giá này, vùng giá ở mấy đấy nhỉ, vùng giá này là vùng giá, con này là giá này, đấy là giá vùng mấy, 22.500 anh chị đấy, vượt cái vùng giá đỉnh này và khối lượng lớn thì anh chị lấy được. Và cái cách để anh chị tham gia là giống như con SSI cái lúc này. Còn nếu chiến lược anh chị mua là anh chị mua lúc sáng sớm hôm nay, lúc sáng hôm nay thì hôm chiều hôm nay được, nhưng mà anh chị lấy hôm nay thì nó cũng một giá đẹp hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa là anh chị sẽ có một cái lợi thế VT. Thì vì sao mà mình chọn SSI, mình chọn HCM để phân tích cho anh chị, thì cũng có một cái ý rằng là những cái phiên mà tẹt lại lúc sáng khối lượng nhỏ và phiên chiều nó phục hồi lực cầu vào mạnh thì đó là những cái cổ phiếu mà mình xem được là mình chọn rồi. Còn ngoài ra cũng có cả cổ phiếu hoặc là VCI hoặc SSI thì anh chị xem thêm. SHS thì anh chị xem thêm với cách phân tích của nó là như vậy, gọi là HCM. Cổ phiếu tiếp theo đó là mình nói với anh chị đó là DIG. Thấy chưa? Hôm nay cũng là một phiên mua anh chị. Mình nói anh chị rồi, mình mua từ phiên này lên đây mình ăn non này. Và nhưng mà hôm nay thì mua lại. Mua lại vì sao? Khi nó nhúng xuống nhá, khi nó nhúng xuống giảm điểm nhá, giảm điểm rất sâu đấy. Nhưng mà lực bán ra chúng ta thấy là gần như là không có. Tức là nó kiệt quệ chứ. Nó lượng cúng hàng của cổ phiếu này là nó giảm hẳn. Và lúc kéo lên thì nó kéo rất ok. Nó thể hiện được khối lượng giá dịch. Và nếu như anh chị khi đó anh chị quan sát được trong phiên thì nó rất ok. Đấy, thì những cổ phiếu này là mua hôm nay là một phiên mua sớm 30% hoặc 20% NAV. Nên nó gài tiếp thì chúng ta cắt thôi, chấp nhận. Còn nếu như nó lên ở đấy mình chắc nói lại là có thể không thành công, nhưng mà phiên hôm nay đó là một phiên mua, gọi là mua tẹt đáy. Mua tẹt đáy rất là ok. Và cái cách kỹ thuật này thì mình đã trình bày rồi anh chị nhá. Đấy, đây cơ. Còn nếu như anh chị chưa có thì anh chị sẽ có thế nào? Nếu nó vượt vùng giá 40 hoặc là vùng đỉnh này anh chị này, đỉnh ngắn hạn ở đấy á, thì đỉnh ở đấy là mình đang nói ở vùng này anh chị nhá. Nếu như nó vượt vùng đỉnh này là khối lượng lớn thì anh chị vẫn tham gia được.
Còn để tham gia gói giá ok thì anh chị lưu ý rằng là anh chị lấy trong phiên, lấy trong nếu sạc anh bớt được là anh chị cứ lấy sớm lấy một phần vị thế, sau gần trưa anh chị lấy vị thế chiều nếu đạt anh lấy thêm. Đấy, con kỳ vào nó lên khoảng vùng vùng này thì chúng ta thể tính thêm đúng không? Đó là đấy cơ, à, mình đại diện cho trong bất động sản. Rồi là cả cổ phiếu khác nhé, thẹp. Đấy, thẹp cũng vậy. Thấy chưa? Mình cũng nói với anh chị rồi, anh chị theo dõi kênh anh chị biết. Mua đây nhưng lên đây mình bán rồi không được bán giá trần thì mình ăn non. Nhưng mà đến đấy tẹt rồi, tẹt hôm qua mình không mua vì tẹt hôm qua khối lượng nhỏ, à, khi lỗi khối lượng lớn mình không mua. Nhưng mà hôm nay nó tẹt xuống nhúng xuống những khối lượng nhỏ nhưng có tín hiệu đảo chiều trong phiên thì chúng ta thể mua được. Đấy gọi là mua kỹ thuật này, gọi là kỹ thuật mua tẹt đáy. Và mức độ kéo lên là rất ok thì chúng ta sẽ tham gia. Đấy, còn nếu như anh chị chưa có hàng thì đó nó vượt giá khoảng vượt vùng giá đỉnh ngắn hạn ở đấy thì chúng ta sẽ tham gia được. Đấy, rồi là Nam Kim cũng vậy anh chị đấy. À, nơi cá cơ. Đấy, nơi cá cơ cũng vậy. Đấy, mua ăn nón vùng này lên đây vùng này bán, nhưng mà như phiên hôm nay phải mua lại. Đấy, hôm nay mua lại, có thể là mua bằng cái giá hôm trước mình bán. Một số anh chị vẫn của bên mình vẫn lấy cái giá đúng hôm bán ở đấy. Nhưng thực tế ra là nhé, nó kỳ và nó khác nhau. Chúng ta không phải là nói ơ sao hôm trước bán vùng giá này hôm nay không bán mua vùng này, nhưng thực tế mua vùng này lên đây bán ăn được một phần nón đấy thì lên đây ấy, chúng ta sẽ mua lại phần này. Tất nhiên mình cũng không mua cái giá cao thế này đâu, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đó là cái chiến lược giao dịch gọi là mua kỹ thuật mua sau tẹt đáy, mua tẹt đáy anh chị nhá. Đấy, và nó phải xác nhận xu thế và thể hiện được cái vốn giao dịch này này, còn nếu nó vốn không ok thì anh chị vẫn không tham gia được. Đấy, thì đó là cái cách và cái chiến lược chúng ta giao dịch. Đấy, thì hy vọng rằng những phân tích chia sẻ của mình sẽ góp ích trong quá trình đầu tư của anh chị. À, còn nếu như mà anh chị muốn trao đổi với mình thì anh chị có thể kết bạn với mình qua số điện thoại đang có trên màn hình. Anh chị lưu ý rằng là cả cổ phiếu khác mình không để ý, mình lấy ví dụ như MLBG thì chúng ta sẽ không để ý. Vì sao? Bởi vì phiên tết hôm nay khối lượng quá lớn và vùng này là quá dao động và những giai đoạn giảm nó khối lượng rất lớn, do đó chúng ta sẽ không chọn MLBG để theo dõi vào tuần tới và chúng ta nên chọn FPT. Đấy, đó là câu chuyện vì sao như vậy đúng không ạ? Rồi ví dụ như tương tự như vậy, BVH anh chị xem thử anh chị có nên chọn hay không. Đấy, cái cách phân tích của nó là như tương tự như vậy, anh chị đến thực hành, đến chị nâng tầm mình lên, nâng trình của mình lên thì rõ ràng là mình mà trình của mình càng cao, tâm của mình càng cao thì rõ ràng mình sẽ kiếm tiền nó dễ hơn. Đấy, nhưng cổ phiếu này anh chị xem thử là anh chị phân tích tương tự như vậy, anh chị còn nên có để ý không, mà tại sao ông tiền ông lại nên chú ý vào cổ phiếu FPT mà không phải là Masan. Đấy, và không phải là gì ạ, ví dụ như là MWG, không phải là BVH mà phải là FPT. Đấy, thì hiện tại sau phiên hôm nay nó thể hiện cho ta như vậy thì chúng ta để ý như vậy thôi, nhưng chưa hẳn là cổ phiếu này sáng tuần nó sẽ tăng mạnh hơn so với BVH hoặc là gì ạ, hoặc là MWG, nhưng mà hiện tại phiên này thì đó là cái cách để chúng ta đưa ra cái quá trình giao dịch. Và trong số lượng cổ phiếu rất nhiều, chúng ta có một cái chiến lược để chúng ta lựa chọn sớm cổ phiếu để theo dõi anh chị nhá. À, rồi thì video có lẽ xin phép mình nhưng ta đây, hôm nay là một ngày đầu tháng, là ngày 1 tháng 7, và chuẩn bị bữa sáng tháng 7 thì có thể nói là cũng có nhiều cái rủi ro cho thị trường. Và nào là báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 này, rồi là phép họp các tất cả các kiểu vân vân, nhưng mà chúng ta nên đánh răng, anh chị đánh lưu ý rằng chúng ta nên đánh ngắn trong những giai đoạn này, và thị trường lên những vùng này chúng ta phải xem thử vận động của nó như thế nào, chúng ta có một chiến lược tìm kiếm lợi nhuận trong cái giai đoạn thị trường khó khăn này anh chị nhá. Rồi, ngày đầu tiên của tháng thì xin chúc anh chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tháng mới an toàn và đầu tư hiệu quả. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong những video lần sau.